Xin chào mừng các bạn và các em học sinh đến với dự án dạy học tóm tắt kiến thức sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 thuộc bộ Chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề 5 chất tinh khiết hỗn hợp, phương pháp tách các chất, với bài 15 chất tinh khiết hỗn hợp. Đầu tiên, thầy và các bạn sẽ cùng đến với phần hình thành kiến thức 2.1 tìm hiểu về chất tinh khiết và hỗn hợp. Và chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi, đó là trò chơi ai lên cao hơn. Rồi, nội dung trò chơi này rất là đơn giản. Trò chơi ai lên cao hơn có nghĩa là đối với chúng ta sẽ chia thành hai đội. Một đội sẽ trả lời cho thầy 3 câu hỏi ở bên đội Rabbit, team Rabbit. Thứ hai là team Tiger cũng trả lời 3 câu hỏi. Đầu tiên ạ, thầy sẽ cùng với các bạn sẽ đến với 3 câu hỏi của đội của team Rabbit. Câu 1, số lượng và trạng thái của chất có trong sản phẩm bên. Đối với sản phẩm bên là nước cất pha tiêm với nhiệt độ sôi là 100 độ C thì số lượng như vậy là chúng ta có mấy chất ạ? Vâng, chính xác ạ, là có một chất và tồn tại ở trạng thái lỏng. Chính xác ạ. Câu 2, số lượng và trạng thái của chất có trong sản phẩm bên. Đây là khí oxygen, nhiệt độ hóa lỏng là âm 183 độ C. Các bạn cùng trả lời giúp thầy ạ. Vâng, đúng rồi ạ. Đó là một chất và là trạng thái lỏng. Chỉ có oxygen thôi ạ. Và ở đây tồn tại ở trạng thái lỏng. Câu 3 của Rabbit Team. Số lượng và trạng thái của chất có trong sản phẩm bên. Đây là đường tinh luyện cao cấp ạ. Và có vị ngọt. Rồi, như vậy là số lượng là có một chất và trạng thái rắn. Câu trả lời chính xác ạ. Chúng ta chỉ có một chất, đó là đường thôi. Và đường ở trạng thái rắn. Như vậy là thầy và các bạn đã hoàn thành xong 3 câu hỏi của đội của Rabbit Team. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với 3 câu hỏi của đội Tiger Team. Số lượng và trạng thái của chất có trong sản phẩm bên. Đây là túi muối ạ. Và có vị mặn. Đây là muối tinh luyện. Như vậy là có một chất và ở trạng thái rắn. Câu trả lời chính xác. Tiếp theo đến với câu 2. Số lượng và trạng thái của chất có trong sản phẩm bên. Sản phẩm bên là bột canh iốt, bao gồm có các thành phần là hành, ngò, tiêu, tỏi, ớt, muối tinh và một số gia vị khác. Chính xác ạ, là số lượng của chúng ta là, rồi, rất là nhiều chất và muối tồn tại ở trạng thái rắn. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta đến câu tiếp theo. Số lượng và trạng thái của chất có trong sản phẩm bên. Đây là nước tinh khiết ạ. Nước tinh khiết thì có một số thành phần của khoáng. Ví dụ một số các loại nước tinh khiết ạ. Như vậy là số lượng là có nhiều chất và tồn tại ở trạng thái, vâng, trạng thái lỏng ạ. Như vậy rất nhanh, thầy và các bạn đã hoàn thành xong 3 câu hỏi của Tiger Team. Và xin chúc mừng hai đội là chúng ta đều hoàn thành xong các phần trả lời của mình. Như vậy thì trước khi đến với phần 2.2 là hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất, thì thầy nhắc lại về phần 2.1 là các bạn lưu ý cho thầy là ở phần 2.1 là chúng ta đã làm quen với chất tinh khiết, là bao gồm một chất có trạng thái lỏng và trạng thái rắn. Còn từ hai hay nhiều chất trở lên là chúng ta được gọi là hỗn hợp ạ. Và ở phần 2.2 này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất. Ta sẽ đến với hoạt động 1. Cách tiến hành. Bước 1 là lấy hai ống nghiệm và thêm 3 công tơ hút nước cất. Bước 2, lần lượt cho một công tơ hút ethanol vào ống nghiệm 1
và một công tơ hút benzen vào ống nghiệm 2. Lắc đều hai ống nghiệm để yên và quan sát hiện tượng. Các bạn có thể vẽ hình và mô tả hiện tượng nhé. Vẽ hình ra giấy giúp thầy. Ống 1 là chúng ta sẽ vẽ ống nghiệm và cho nước cất và ethanol. Ống 2 là cho nước cất và benzen, hoặc là có thể là dầu ăn cũng được. Rồi, sau đó các bạn sẽ quan sát hiện tượng ạ. Ethanol, cồn đấy ạ. Chúng ta cồn có thể là dùng cồn 90 độ để chúng ta cho vào nước cất. Còn thứ hai là dầu ăn thì có ở trong bếp nhà mình làm Rồi các bạn thấy hiện tượng gì ạ? Chúng ta sẽ có thể là chỉ ra vị trí của mỗi chất trong ống nghiệm. Chỉ ra vị trí của mỗi chất trong ống nghiệm không ạ? Rồi, ống 1, đối với ống 1 ạ, đối với ống nghiệm 1 thì chúng ta sẽ không chỉ ra được vị trí của mỗi chất đâu ạ. Bởi vì là nước cất với cả ethanol là hòa tan vào nhau. Như vậy là ống nghiệm 1 sẽ chứa hỗn hợp đồng nhất. Rồi đối với ống nghiệm 2 thì chứa hỗn hợp không đồng nhất. Và chúng ta thấy là dầu ăn với cả nước cất của chúng ta là không hòa tan vào nhau, nên ta gọi đó là hỗn hợp không đồng nhất. Các bạn lưu ý nhé. Rồi, ống nghiệm 1 là hỗn hợp đồng nhất và ống nghiệm 2 là hỗn hợp không đồng nhất. Tiếp theo, ta cùng sang hoạt động 2. Quan sát hình ảnh và so sánh sự phân bố thành phần các chất trong hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất. Rồi, phần A ở đây là hỗn hợp đồng nhất và phần B là hỗn hợp không đồng nhất. Thì các bạn nhìn này, ở hỗn hợp đồng nhất là màu xanh với cả màu tím, chúng ta phân tán vào nhau và rất là đều. Còn đối với hỗn hợp không đồng nhất thì ở phần trên thì có màu xanh, thì phần trên có màu tím và phần dưới có màu xanh và phân bố không đều ạ. Do vậy, ta có thể kết luận là gì ạ? Hỗn hợp đồng nhất là có thành phần tại mọi vị trí là giống nhau, chính xác ạ. Hỗn hợp đồng nhất là thành phần tại mọi vị trí là giống nhau. Còn hỗn hợp không đồng nhất có thành phần tại mọi vị trí là khác nhau ạ. Rồi, tiếp theo ạ, ta đến sang phần mục tiếp theo là khả năng hòa tan trong nước của chất rắn và chất khí. Các bạn cùng theo dõi một số thí nghiệm ạ. Ở đây chúng ta có là muối ăn cho vào nước. Đây tất cả là những ống nghiệm chứa nước cất có sẵn, chứa nước có sẵn ạ. Rồi, ống số 1 ta cho muối ăn vào. Ống thứ 2 là ta cho đường vào. Ống thứ 3 là cho bột mì vào. Ống thứ 4 là ta cho cát vào. Ống thứ 5 ta cho thuốc tím. Và ống thứ 6 ta cho iốt. Tiếp theo, ống thứ 7 ta cho khí ammoniac. Ống thứ 8 ta cho khí hydrogen chloride. Ống thứ 9 ta cho khí carbon dioxide. Và ống số 10 ta cho khí oxygen. Ống số 11 ta cho khí sulfur. Và ống 12 ta cho khí nitrogen. Rồi, các bạn sẽ cùng nhận xét một số thí nghiệm giúp thầy. Thứ nhất, đối với ống số 1 mà chứa muối ăn, các bạn lưu ý này, muối ăn. Rồi, các bạn đã bao giờ thử pha nước muối chưa ạ? Thử pha nước muối tại nhà ấy ạ. Rồi, các bạn thấy muối ăn có tan không ạ? Rồi, chính xác ạ, là muối ăn của chúng ta sẽ tan ra. Pha nước chanh đường, vào mùa hè các bạn có thể là pha nước chanh đường thì đường của chúng ta cũng sẽ tan. Pha đường với muối là chúng ta sẽ dùng đũa chúng ta nguấy chẳng hạn. Và như vậy là nó sẽ tan. Như vậy ống số 1, ống số 2 sẽ tan. Bột mì ạ, bột mì có tan không ạ? Ống số 3 câu trả lời là không tan ạ. Cát ạ. Rồi, cát của chúng ta cũng không tan ạ. Chúng ta đi biển ta sẽ biết ạ. Đó, cát với cả biển. Đấy, chúng ta thấy cát này sẽ không tan trong nước. Thuốc tím ạ. Thuốc tím là hòa tan trong nước ạ. Thì nước của chúng ta sẽ có màu nhạt dần.
iốt ạ. Iốt của chúng ta là không tan trong nước ạ. Tiếp theo, khí, như vậy ta tóm gọn lại đó là muối ăn, đường thì tan tan ở trong nước ạ. Bột mì với thuốc tím thì tan ở trong nước, còn bột mì cát với cả iốt thì không tan trong nước. Đối với khí amoniac, khí amoniac tan ở trong nước ạ. Khí carbon dioxide ạ. Xin lỗi là khí hydro chloride. Rồi, khí này tan được trong nước ạ. Khí carbon dioxide là không tan được trong nước ạ. Khí oxygen là tan ít trong nước ạ. Khí sulfur tan được trong nước ạ. Và khí nitrogen là không tan trong nước. Các bạn lưu ý này, đó là đối với các loài cá ấy, thì khí oxy, oxygen là tan một phần trong nước thôi. Bởi vì các bạn có thể nhìn thấy những bể cá đấy, là bể cá cảnh hoặc là các bác bán cá ngoài chợ ấy, thì chúng ta sẽ có thể thấy là khí oxy là do cho rất nhiều cá vào trong đó ấy, thì chúng ta phải có bộ sục khí oxy trong bể cá cũng vậy. Đấy. Khí carbon dioxide cũng vậy. Chúng ta dùng CO2, khí carbon dioxide này này nén vào trong các cái nước giải khát có ga đấy ạ. Đấy, và không tan trong nước ạ. Chúng ta có khí ammoniac này, hydro chloride này, khí sulfur này là tan ở trong nước ạ. Carbon dioxide này, khí oxygen này và nitrogen này là không tan trong nước. Rồi, như vậy thì đối với chất rắn và chất lỏng thì có một số chất rắn thì tan được trong nước, một số chất rắn thì không tan trong nước. Chất lỏng cũng vậy, có một số chất lỏng tan được trong nước và một số chất lỏng thì không tan trong nước. Và chất khí cũng vậy, một số chất khí thì tan được trong nước và một số chất khí thì không tan trong nước. Rồi chúng ta sẽ chọn câu 1 là chọn kết luận đúng. Kết luận đúng ạ. Rồi câu 1, muối ăn có tan được trong nước không ạ? Muối ăn tan được. Nên câu A sẽ là không đúng ạ. Muối ăn không tan trong nước là không đúng. Sắt tan to trong nước. Rồi các bạn ngâm cái đinh sắt trong nước có tan không ạ? Đúng rồi, không. Cát tan được trong nước không? Rồi, cát không tan được trong nước ạ. Do vậy, đáp án của chúng ta là đáp án D ạ. Đường tinh luyện là tan được trong nước. Đấy, pha công nước đường. Câu 2, độ tan của chất rắn phụ thuộc vào áp suất, loại chất, môi trường và nhiệt độ. Các bạn để ý thấy này, chúng ta hòa tan cốc nước đường mà chúng ta dùng nước nóng thì chúng ta sẽ cảm thấy nó sẽ tan hơn. Và chính xác là phụ thuộc vào nhiệt độ. Câu 3, để hòa tan đường tinh luyện vào nước thì ta cần khuấy dung dịch, sử dụng nước lạnh, sử dụng nước nguội và dùng viên đường lớn. Rồi, thường thì chúng ta sẽ dùng viên đường nhỏ thì nó sẽ khuấy hơn và nước sẽ là nước ấm, nước nóng chứ không sử dụng nước lạnh hay nước nguội, và chúng ta cần phải khuấy dung dịch thì nó sẽ tan nhanh hơn. Và do vậy đáp án là A. Rồi, và rất nhanh thầy trò mình đã hoàn thành xong một số câu trắc nghiệm của phần hòa tan các chất vào nước. Tiếp theo ta sang đến phần là phân biệt các dung dịch huyền phù và nhũ tương. Các bạn cùng đến với một số thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất là cho đường vào cốc đựng nước và khuấy đều. Thí nghiệm 2 là cho bột sắn vào cốc đựng nước. Và thí nghiệm 3 là cho dầu ăn vào nước, vào cốc đựng giấm ăn. Rồi, đây là những hình vẽ mô phỏng. Chúng ta là cho đường vào cốc đựng nước và khuấy đều. Ta thấy dung dịch đường sau khi khuấy là tan hoàn toàn. Và đây là dung dịch đường. Rồi, ta gọi đó là dung dịch. Thí nghiệm 2 là ta dùng bột sắn dây để hòa tan và để hòa tan vào nước ạ. Thì ta thấy bột sắn dây là đưa vào trong nước thì thấy là có những cái bột lơ lửng. Và khi để nguội thì khi để yên thì bột sắn dây sẽ nắng xuống dưới và dung dịch ở bên trên là trong suốt ạ. Như vậy đối với thí nghiệm 2 thì ta gọi đó là huyền phù ạ. Huyền phù là khi khuấy lên thì chúng ta sẽ phân tán vào trong nước và để yên thì nắng xuống dưới ạ.
Còn đối với thứ ba là thí nghiệm 3 là cho dầu ăn vào cốc đựng giấm ăn. Thì dầu ăn ban đầu ở bên trên và giấm ăn ở dưới và ta lắc đều thì ta thấy là ta sẽ được những cái dầu giấm và nó sẽ phân tán vào trong nước như thế này. Và khi để yên thì dầu giấm vẫn phân tán đều trong 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 giấm ăn như này, chúng ta gọi là dầu giấm. Và do vậy thì chúng ta cũng phân biệt được giúp thầy nhé. Dung dịch là trong suốt, để yên hay lắng xuống thì nó đều được dung dịch. Còn huyền phù thì để yên thì chúng ta sẽ có bột lắng xuống. Và nhũ tương thì để yên thì nó vẫn phân tán vào trong nước như thế này. Rồi, như vậy là các bạn đã phân biệt được dung dịch, huyền phù và nhũ tương. Sau đây thầy và các bạn sẽ cùng đến một số bài tập luyện tập ạ. Thứ nhất là nước cất, là thành phần là nước. Chất tinh khiết hay hỗn hợp thì đây là chất tinh khiết. Và hỗn hợp đồng nhất hay không thì câu trả lời là đồng nhất. Đó, tương tự các bạn sẽ hoàn thành cho thầy nước biển, cà phê sữa, khí oxygen, không khí và vữa xây dựng. Đầu tiên chúng ta cùng trả lời nước biển ạ. Nước biển của chúng ta là bao gồm có nước và muối. Như vậy thành phần sẽ là nước và muối. Đây là chất tinh khiết hay hỗn hợp ạ? Rồi, từ hai chất này trở lên là chúng ta là hỗn hợp rồi ạ. Và đây là hỗn hợp đồng nhất. Tiếp theo, cà phê, sữa. Thì chúng ta có cà phê, nước và sữa là thành phần ạ. Đây là hỗn hợp ạ. Và đây là hỗn hợp gì ạ? Đồng nhất hay không đồng nhất ạ? Rồi, đây là hỗn hợp đồng nhất. Tiếp theo là khí. Khí oxygen ạ. Thành phần là khí oxygen. Đây là chất tinh khiết ạ. Và là hỗn hợp đồng nhất. Tiếp theo ta nói về không khí. Không khí thành phần là có cái oxy, nitơ, hydro, vân vân. Có rất nhiều cái trong không khí, có rất nhiều các loại khí, nhưng chủ yếu là có khí nitơ và khí oxy, và có một số thành phần các khí khác. Như vậy đây là hỗn hợp, và đây hỗn hợp đồng nhất. Còn vữa xây dựng thì sao? Có xi măng, cát, có nước. Đó, đây là hỗn hợp, và đây là hỗn hợp không đồng nhất. Rồi, các bạn sẽ cùng nhìn ở cái bảng này giúp thầy ạ. Đó, có duy nhất là vữa xây dựng là không đồng nhất thôi ạ. Và oxygen và nước cất là chất tinh khiết. Đấy, thì chỉ có một thành phần. Chúng ta đến câu tiếp theo là cho các từ hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất, nhũ tương và huyền phù, dung dịch, xương, bụi, bọt. Hãy chọn từ phù hợp để điền vào số từ 1 đến 6 trong các sơ đồ dưới đây. Rồi ạ, số 1 của chúng ta là bao hàm tất cả từ 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy hỗn hợp 1 của chúng ta sẽ được là hỗn hợp không đồng nhất. Và tương ứng bột mì ạ. Bột mì là gì ạ? Là huyền phù ạ. Bột mì với nước là huyền phù. Sữa đặc với nước là dung dịch ạ. Ta hòa tan thành dung dịch. Thứ ba là khí với lỏng là ta được bọt. Và rắn với khí ta được bụi. Và lỏng với khí ta được xương. Như vậy thầy và các bạn đã hoàn thành xong bài 15 trong chương 5 của sách khoa học tự nhiên của Chân Trời Sáng Tạo. Các bạn thấy bài giảng hay, hãy nhấn like và share đăng ký kênh để cập nhật thêm những bài giảng mới của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.